Vietinbank Bắc Thanh Hóa, hướng dẫn eKYC mở tài khoản. Tải và cài đặt ứng dụng Vietinbank iPay trên iOS hoặc Android. Mở ứng dụng Vietinbank iPay trên điện thoại bạn, nhấn chọn mở tài khoản khách hàng mới. Nhập số điện thoại di động của bạn và ấn tiếp tục. Nhập mã SMS OTP gửi đến điện thoại và ấn tiếp tục. Chọn loại giấy tờ bạn dùng để đăng ký: căn cước công dân điện tử, căn cước công dân thông thường, chứng minh nhân dân 9 số, hộ chiếu. Chọn bắt đầu chụp. Vui lòng đọc kỹ lưu ý để thực hiện đúng. Chọn tôi đã hiểu để bắt đầu chụp. Đưa lần lượt mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước vào khung hình để chụp như hình. Xác thực khuôn mặt. Hãy định vị khuôn mặt trong hình vuông. Quá trình sẽ tự động bắt đầu khi nhận diện khuôn mặt. Kiểm tra lại các thông tin. Nếu thông tin chưa đúng, bạn có thể chọn mục chỉnh sửa hoặc chọn thông tin đã đúng. Điền thông tin, nhập mã giới thiệu và lựa chọn chi nhánh mở tài khoản và chọn tiếp tục. Lựa chọn loại tài khoản số đẹp hoặc số ngẫu nhiên và chọn tiếp tục. Xác nhận các điều khoản. Nhận thông báo hoàn tất quá trình đăng ký. Vietinbank iPay, trải nghiệm không giới hạn. Vietinbank Bắc Thanh Hóa rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Mọi vướng mắc về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ hotline 0945 468 465 hoặc 0942 139 550.